bây giờ là cược với nhượng, đàm nhượng là nâng tạ, nâng cái tạ này là nâng trong vòng 2 phút là được 2 cái thì sẽ Đàm Minh Toàn sẽ mất một cuộc bia chiều nay. Đây là đồng chí mà người ta đã trả rất là nhiều tiền để lấy những cái hình ảnh để treo lên cây cột bia. Nó già chứ mà không nhớ cả nếu mà giả sử không chơi được thì chú lại mời anh bia. Kinh tế là liền khó khăn quá đi mà. Tôi bia không này. Ờ. Bia không nhỉ? Ờ. Bia không uống mệt nghỉ. Ừ thì mệt giỏi lắm thì được 10-15 cốc hết chứ mày. Mệt nghỉ. Ờ. Thì mệt nghỉ uống luôn. Uống ờ. 10-15 cốc. Rồi. 10-15 cốc chứ mày. Mà 5 phút. Hả? 5 phút ạ. 2 phút nếu mà đã dơ được một tấy là chiều chi cũng được nữa. Từng này thì đỡ đâu bên nếu mà bao nhiêu liệt mỏi cả tay này anh. Mỏi tay thì thế ta mới cho 2 phút. còn không bình thường thế này là cứ khoảng 3 giây. Này em lúc đầu em không chưa khấn nổi đâu. Lúc nãy thì không dơ nổi nhưng mà bây giờ có bia rồi là cái ấy hơn. Chơi không? Biết chừng 80 kg mà giờ kể hắn thì có chơi không? Còn 80 kg gì? Ừ. Chơi. Chơi gì? Chơi. Đây. Đây. Đối với Nhược là cực giờ cái tạ này trong 2 phút. Là nếu mà Đàm Nhượng mà dơ 2 cái nâng được 2 phát là chiều nay tôi sẽ mất Đàm Nhượng một cuộc bia. Còn nếu mà Đàm Nhượng mà không trong 2 phút mà không dơ được 2 cái là Đàm Nhượng mất cho Đàm Minh Toàn uống bia. Anh em hộ tôi cái đó thì nhiều đưa lên đây. Ở đây là cái hình hài mà cũng đã kiếm khá nhiều tiền của các cái nhà quảng cáo mà dán cột điện nguy hiểm chết người. Đó. Bộ xương không. Từ từ. Con người bá nhiên thì dơ một cục đá. Bá nhiên. Cái chi? Thế nào? Con người bá nhiên dơ một cục đá bá nhiên. Đây. Trong cái quy luật của thi Olympic là dơ lên tới thao thả xuống là thắng. Thắng gì? Dơ lên á. Nếu mà dơ lên được thì thả xuống. Đây ta tôi nâng một tay được kịch tinh đây à, cứ đặt lên không bơ bơ kịch chân chưa kịch đặt máy đâu đi chà mày đặt quay khú à. được chưa đấy tôi nâng một tay được rồi đấy bắt đầu nha tính nha hai phút bấm giờ chưa cần bấm giờ chưa cái đạn kia ờ ô xưa đạn này xưa người á từ thế lắm là cái nó hơn từ từ đó. Khi nào mà bắt đầu cái là để bấm giờ trong hai thôi trong 2 phút hai cái thế thôi một cái thì là chỉ trong 30 giây thôi 30 giây không mình được 30 giây một cái thì ông nâng 30 giây ông chết mẹ rồi bây giờ một cái ông chỉ nâng lên cái ông thả xuống là chỉ có 3 giây thôi mới lấy đâu 30 giây 45 giây 2 phút 45 giây 2 phút hai cái không chơi kiểu ấy. Chơi không? Mấy giây? 2 phút cho 2 cái đấy. Ủa 2 phút 2 cái mà được không? 8 phút rồi mà làm chơi được. Sao không chơi được? Tại không chơi được không? 45 phút 45 phút? Ờ 45 phút 45 phút thì thời gian đâu mà đến bia. Ủa quên 45 giây một cái 45 giây một cái là không làm. Chỉ 1 cái thôi. Ờ cho 1 phút luôn 1 cái á.
Một thử một cái gì? Một phú một cái tạ đây tí tí đây, còn 50 cân mà cái môn 60 cân đây chứ mấy. Đây, đây là cái vòng khởi động. Nhưỡng đang khởi động yoga. Bioga. Nhất lời. Nhất lời nhé. 4 làm giày 2, 1 cởi 2. Ờ. Bây giờ là không trợ giúp chi nữa môn à? Không cần trợ giúp, khi mà nó bắt đầu đâu bắt đầu là bấm thôi. Ờ. Chị đặt ngờ. Ờ. Nâng là phải nâng lên thẳng tay, phải nâng 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 vuông 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 tay thả xuống mà. Hôm nay là tôi bày cho các anh em tập tán rồi. Hy sinh đời đã cùng cố đời đó mà hay. Từ từ ha. Được chưa? Chưa. Được rồi. Được rồi nhỉ. Rồi bắt đầu. Quá trời. Đáng bóng giờ đó. Giờ lại à thôi, đi nữa. Đang đợi lên người đội người dạng không đi nặng nữa. Không nặng nữa. Đấy, đang tính giờ đó. Đi về xin luôn đi. Ờ, ai chơi kiểu đó? Chị nặng nữa. Trời, chơi được tiếp đi. Thế nào? Chứng đây đi như đây là đi nặng đây. Hay để bật nhạc lên cho dễ tập. Hả? Như bật là... bật nhạc lên dễ tập không? Như là kia. Hả? Có cần nhạc cho dễ nâng không? Hả? Như thế này. Chơi cái tặng đi này. Thế đấy, tan đi là chú thua rồi nhá. Ừ, thua. Thua là mất bia rồi nhá. Ừ. Bia là coi như bia chứ không cần mồi. Ừ. Ok. Tan đi. Tan đi thì bây giờ chú cực như nào? Thì anh cứ nói mức cực đấy. Cực đấy. Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, hiện giờ là đã là 6 giờ hơn rồi. Nhưng mà cái tạng này là mấy đây? Trong vòng mấy phút? Phải nói nữa đưa. Bây giờ cứ phút là 60 giây. Ừ. 60 giây 1 phút là bây giờ nâng cho 2 giây 1 cấy. Cho chú 3 giây 1 cấy đi. Ừ. 3 giây 1 cấy thì nâng 30 cái. Thôi. Tôi nâng 20 cái. 15 cái. 15 cái. Hôm nay tập liệt rồi. Tập liệt nhưng mà tập này cái cuộc mà nhứ. Hôm nay liệt rồi. Thế cứ là 15 cái là tầm cơ trong vòng 2 phút. 2 phút á? Thấy không? 2 phút 15 cái trong vòng 2 phút là thành là 120 giây. 120 chia cho chia cho 12 thôi là được 10 giây là bây giờ 8 giây một cái. Bây giờ là cái con người là trời 4 yết. Ê, chú lại cực lại anh, ngược anh ấy. Cực bao nhiêu? Hả? Cực ngược lại anh không? Một phút cảm thấy. Cái chơi? Phút cảm thấy. Vừa rồi chú bảo anh là một phút là chú nâng mấy cái mà bây giờ cược nói luôn một cho gỡ lại cái gạo này bây giờ là anh một phút trăm cái, một phút trăm cái, một phút có 60 giây, chú tính một tích tắc là một giây, là nâng lên hạ xuống là một giây rồi, nếu mà nâng tốc độ nhanh là nhưng mà anh tắc quen tích anh tắc anh một cái anh cũng quên một phút anh đã được cảm hàn cái thì cho trời ơi. Tôi người như thế này mà bảo tôi tập quen cái đi khác mới tập, anh mới tập khác mà anh không lâu khác để... đây người tôi như thế này mà nó bảo tôi nâng một phút mà 60 cái được thì các bạn nó một trăm cái một phút 100 cái thì tôi nói thật là tôi thôi mời chú mồi hay là cái gì đấy âm nhanh đúng không?
Chứ còn bây giờ như này, rồi anh có nói một em một phút mấy thôi không? 1 phút 60 giây thì 20 gái thế thôi, đơn giản thôi. Chú chờ không? Ok. Được rồi, bắt đầu bấm nhá. Từ bình tĩnh. Khởi động cái đó là phương pháp mỏi gần mỏi cốt trước ra. Đây, hai anh em đang ở trong cái từ từ nhá, phòng tập gym của tôi. Đấy, gym thì nói chung là hết tiền nên phải đúc mấy cái xi măng để phục vụ cho em thỉnh thoảng nó ra đây chơi nó tập thôi quý vị bạn. Bây giờ là chuẩn bị đánh dụng rồi. Thấy chưa? Chú thấy được chưa? Bấm vào đây. Bấm đi, 1 phút là 20 cái. 1 phút 20 cái, nhanh. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 Được. Trước đây 1 phút. Ok, nhưng mà quên mất là cuộc cực gì ấy. Quên là cực gì đây hay là lại 2 phút 20 cái. Không, chưa 2 phút 20 cái có cực trời. 2 phút 20 cái gì? Thì bây giờ cược ấy 2 phút 20 cái, 10 phút 30 cái, nâng lên thêm mức độ 10 cái nữa. 10 phút 30 cái. Bây giờ 10 phút 30 cái. Không, 10 phút 50 cái. 50 sức mô, từ ngày thì tập từ chiều thì sức mô. Nếu em tập lâu á 2 1 phút em chơi 100 cái. 1 phút 100 cái á. Nếu mà tập á. Thôi ít bốc phép lại thôi. Người cũng đã từng đoạt huy chương vàng tại cái hôi mà cái hôi gì ông nhớ? Hôi không biết. Có dám gửi thách đấu đến thằng nào không để hôm sau anh liên hệ với đồng chí đấy để sau một năm nữa thách đấu với anh luôn. Một năm thách đấu anh làm gì, bây giờ sắp tới đây có thách đấu với ai không? Sắp tới nói chung là thách đấu thì nhớ những người chưa tập ta, còn nếu mà ví dụ thách đấu thằng Tráng này, Ngọc Tề Hải này thì đó. Hôm nào mà anh xem được video này thì hắn chẳng lên thách đấu với chú. Thách đấu với tất cả những thành phần nhóm nhảy. Nhóm nhảy đấy anh nhìn vào đây mà thách đấu, chỉ ta đây mà thách đấu. Mất cái gì này? Thách đấu những thành phần nhóm nhảy để cho ta bất kỳ đạn nào. Nhưng mà rồi giới ta bám đi. Mọi người không chơi được mà chú cũng không chơi được. Là không thể đánh lóc được. Còn lại còn mà ai mà giới được là coi như người đó khác. Được rồi. Rồi thế thì để gửi lời thách đấu đến nhóm nhảy mà ở đây bây giờ đó, không biết là nhóm nhảy nhảy của chú là những thằng đó. Bảy quay kem, cái nhóm nhảy bảy quay kem ai đưa nói. Bảy quay kem á, bảy quay kem là gồm những thằng mẫu đọc tên coi mẫu biết mà không? Thành phần lớn là những ông thành phần nó sẽ đã biết được trong thành phần và tất cả những anh em nào có muốn liên hệ tập tạ thì có tôi để nhờ người giới thiệu để phương pháp tập tạ nó đảm bảo sức khỏe, hiểu không? Tôi là một trong những yếu tố bắt đầu tập tạ. Mà là bắt từ thứ nhất là cái phương pháp nắm của nó là phải cân và hòa nhịp được cái sức, và hai nữa là chống sự tê liệt, mình phải cản được cái tính.
mới có mới 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 có 20 cái nhưng mà bây giờ là đầu óc là đồng chí Dương không minh mẫn rồi, đang nói nhảm rồi. Thôi nghỉ thôi, có làm được nữa không anh được uống bia miễn phí rồi. Còn lại cái chú vừa nó nghe không nói cược hay không cược cái chi về thì nói kèo đi kèo đi, tức là do mình tự quyết rồi. Nói chung là vẫn chỉ nâng được cái tạ mà ấy thôi, tạ cái đó khoảng 3 yến như mấy. 3 yến một người có 4 yến, như 3 yến trong vòng 1 phút chứ cái, là một vấn đề cái này có... 3 yến như mấy. Còn cái tạ đi thì tạ đi mà nói đồng chí đấy dơ một cái mà đồng chí không dơ được quý vị bạn. Đó, tạ đi có 8 yến thôi các bạn ơi. Đấy thôi, thế là biết được là đồng chí Nhung là bạn nhìn thấy thắng em rồi. Tạm thời cuộc thách đấu hôm nay đến đây dừng đi nha nhá. Ok, và Đàm Nhung gửi lời thách đấu đến nhóm nhỉ. Tôi cũng không biết nhóm nhỉ là ai, nhưng mà ai là nhóm nhỉ thì liên hệ với Đàm Nhung hoặc là cho Đàm Nhượng biết ở dưới cái video này thì Đàm Nhượng sẽ thách đấu với nhóm nhảy của đồng chí Đàm Nhượng nhé. Thôi nghỉ thôi, uống bia thôi. Một phút có lúc đầu 1 phút 30 cây đơn giản mà càng nhìn dần thì chỉ